mang GoPro đi. Quên, lúc sáng đi vội quá. Điện thoại này cho nó quay. Dùng lâu quá. Con này không rung mấy đâu. Con này cũng chống rung mà. Lại tháo con ngang nào. Các cán bộ lắp con này đi. Đâu rồi? Đâu lồng đồ, mất lồng rồi. Mang ra ngoài kia lắp không? À, tưởng ông nào hết mất. Đây chúng ta phải vẫn phải xịt hết cả cái này đúng không ạ? À đúng rồi, chúng ta phải xịt hết chứ không phải xịt mỗi cái lồng này đâu. Cả trong này nữa này. Cái đấy mà được 2 lít thì ngon. Anh đặt sẵn rồi. Không ạ, nếu mà nhiều chiều nhà anh là vấn đề để đây mới đặt ra cho hành luôn. Mỗi phụ kiện 50.000. Tiền dính luôn vào máy giặt luôn. Đây à? Tiền à? Máy xịt cái gì đấy? Số bao nhiêu? 83 đi. Cành rồi. 783. Rồi hôm nay đánh 783. Đánh đầu đi. Đây. Không đánh đít, đánh đít. Quần 11. Không phải. Thôi, học phải mất mẹ số rồi. 11, 11 được đấy. Chụp đi. 783 nhớ nhớ lại nhớ rồi. Đây nhá, cửa ngang này thì rất khó nên các anh sẽ phải quan sát này. Đầu tiên là tháo hai cái lốc ở sau này, em kéo nó lại. Kéo lại để nhấc cái nắp này ra. Nhà mình ôi con này nhìn hầm hố vẫn nhở. Con này thì vẫn là một con xe đấy ạ. Con này nhiều đồ đấy không? Phải test trước đúng không? Cắm điện đấy. Thực ra nhiều khi chúng ta đi bảo dưỡng nó quên test. Trong lúc nào bình thường thì không sao nhưng mà bảo xảy ra lỗi thì rất khó xử. Rất khó xử với nhà khách. Mất tiền nhịp chơi. Ví dụ trước nó hỏng rồi nhưng mà khách bảo không hỏng thì mình cãi nhau làm sao được đúng không? Được có 200 lại mất 500 thì phải đắp camera. Lắp nhưng mà lúc đấy có mình có test máy đâu mà biết. Lắp lên trên lên. Chiếu xuống luôn. Thì lúc đấy mình có ấy đâu. Đấy nhá. Cái con này không thì chúng ta sẽ bật đầu tiên là con này còn nhà mình rồi. Tắt này. Bật nguồn này. Nó sẽ có chế độ pin này là spin này là bắt này, đúng không ạ? Và đây chế độ giặt này. Đây giặt nước 30 độ này, cool này là giặt lạnh này. Đúng không ạ? Rồi start này. Con này sẽ có một cái công tắc cửa này, nó phải khóa công tắc cửa này để không mở được. Nếu mà hỏng phải thay. Mình yêu khoái mỗi câu hỏng phải thay. Nhanh nhất. Không quay à? Mô tư không quay à? Đang hỏng. Bơm xả nước ở trong lồng bơm hết ra trước. Xong nó sẽ quay motor nó cũng đảo lồng đảo đi đảo lại nó cân đồ. Phải giờ dạy xong rồi học sinh chơi hết. Thua thì mày giặt tay. Ôi máy đấy đa dạng lắm Phúc ơi. Máy giặt tay thì mày mua nhiều vào. Mỗi ông phải mua tầm 4 năm máy ấy. Như chưa thấy nó cân mà. Riêng máy giặt tay phải có sơ cua đôi ba cái xách tay. Đấy, bắt đầu đi buôn đồng nát. Qua cái máy giặt này nó phải có nước cơ. Khi mà thử nó phải có nước cơ. Đúng rồi. Máy này nó ngang hai điều hòa. Cấp nước cho nó đi. Con này máy cơ vẫn bền lắm. Điều hòa. Đâu máy mạch đấy chứ thôi đâu. Con này máy mono nhìn nó còn loại cũ hơn là máy cơ là dùng đồng hồ thời gian đấy hẹn giờ đấy. Con này bây giờ bán cũng được mấy triệu đấy ạ? Hơn 2 triệu 3 triệu. Con này bán cũng được đấy, vẫn dùng được đấy. Một cái này của nó đã 500-600-500 nghìn rồi, một cái phao áp lực. Một bộ mạch của nó lại số 6 triệu bạc này. Bộ mạch. Đấy, bắt rồi đấy. Quay. Quay. Nhưng mà cái thằng Electrolux này nó ấy, nó hàng hãng. Đời cũ này mới là bền này. Các anh mua đời mới bây giờ rất hay ạ. Nhưng mà dùng lâu ngày nó hỏng những cái phần cơ thôi. Phần mạch của nó ít hỏng. Vì sao? Vì đời mới nó càng nhiều chức năng. Đúng không ạ? Còn cả sấy này. Xong là sấy vắt. Vắt sấy các thứ đặt nhiệt độ. Đây cũng có nước giặt nước nóng này. Luôn đây có mà. Đang còn mới nhỉ. Cho vào khô luôn. Đây có cả 60 độ này. Cool này. Độ đặt côn tông này. Con này
không ạ? Nó từ từ chứ. Khô luôn đấy. Đun nước luôn à? Nhưng mà quay nhanh được ngay thì cơ mà. Ta bị tôn. Đà chứ đúng không? Như cái của nhà em quần áo trẻ con là mặc được luôn đấy. Đảo đồ này nó cân đồ. Cân đồ, không phải nó đảo đồ này cho nó có bị cục lại, muốn cục lại. Vứt thì toàn vứt kiểu cả đống vào ấy. Vò vò. Em xem một DVD là nó có cái viên giặt ra. Nó không cần mình không cần cho một giặt vào cái đó. Có. Nhưng mà cái đấy nó cũng không được sạch. Nói chung là máy giặt này chỉ có bảo dưỡng thôi, còn nếu mà bảo những chất tẩy rửa thì không ăn thua. Em người ta bảo vừa tẩy xong mà đến giặt đến vệ sinh nó còn bẩn. Anh ấy năm một lần. Thôi anh ấy anh xịt anh nó xịt đúng không ạ? Xịt như thế nó còn mãi nó mới ra thì sao mà cái chất tẩy rửa này nó đi được đúng không ạ? Dày. Nước không có gì bằng cơ. Phụ thuộc vào nguồn nước là nhiều. Không có gì được, nhiều đá vôi. Bây giờ lại có phương án là bán máy lọc trước. Máy lọc nước trước. Bây giờ mẹ dùng nước đấy để giặt thì thôi tôi chịu. Bảo bây giờ cái nhà mình này hay bảo dưỡng thường xuyên này. Bán máy bơm để xịt. Bác cái thỉnh thoảng bác mở ra bác xịt đi. Hướng dẫn lại khách hàng. Đỡ phải gọi cháu. Motor nằm rồi. Dưới này đến ít. Ngang thay thế đều đắt đấy. Ngang inverter hàng ngang thay thế được đắt. Em bảo cái phao kia có mấy chục, cái phao này mấy trăm cơ mà. Đúng không ạ? Sau này em vừa thì báo giá là có 70.000, anh báo giá 70.000. 70.000 phao được đứng ạ. Đấy. Đây là phao hàng ngang mà anh. Giá nhập khác nhau chứ. 5 lít. 1 lít về gấp đôi triệu. Ờ thay 5 lít. Không nhưng mà ở Lạc Sơn thì nó đắt hơn rồi. Nó phải vận chuyển nữa. Chẳng mới giá. Cái này là cái này lên xuống này đúng rồi. Đầu mối lúc nào ấy, đầu mối lấy hàng cung cấp hàng. Quan trọng là có tìm được chỗ làm không, phải làm nhà. Thực ra là máy giặt nó hay bị dỉ, nếu mà để ở trong nhà tắm hoặc để chỗ ẩm hay dỉ chân, rất hay dỉ chân. Chiều có cả bên điều hòa này nhỉ? Như em thì được phân công thôi, nóng lạnh với cả lạnh. Điều hòa thì đơn giản mà. Không đơn giản, bọn em kiểu mới vừa ngà là cái gì cũng làm được. Đây, nó tăng tốc. Con này thì nó có tốc độ bắt của nó. Con này nó tầm 850 này, 650, 500 mà để chế độ này là chế độ không bắt. Là chúng ta chỉ giặt xả là thôi. Giặt, thì nó không bị bắt. Người ta không bị nhấn phim, người ta không muốn nhăn ấy. Người ta bỏ ra nhiều quần áo, nhiều quần áo người ta không muốn bắt bằng máy. Đúng rồi, nó bị nhăn. Nó dão. Dão và nó nhăn. Này gọi là kêu ấy anh nhỉ. Không phải. Chạy. Con này mà tắm cho chó thì sạch. Chổi than. Xả vậy. Đây mình bỏ cái này vào nó cũng kêu hơn tí. Nhưng mà mày mới kêu nào ấy? Mới thì sao kêu? Không kêu bằng. Đây là chổi than thôi mà. Chổi than. Kêu của chổi than thôi. Không ảnh hưởng gì. Kiểu này khách hàng đấm bỏ mẹ luôn. Đây chúng ta thấy không, nó không rung riết đúng không ạ? Đúng rồi. Và khi mà mang đi các anh mang một cái Nivo đi. Cân để mà đánh cân bằng. Cân ngang này nó phải cân bằng. Cân bằng cái gì? Cân bằng không là nó lắc ấy ạ. Không như cân bằng máy thôi, đúng còn máy. Con này, chưa đặt lên cái mặt này hạn này, bây giờ cân bằng bốn hướng. Điện thoại có phần mềm luôn. À đúng, điện thoại có đấy, nhưng mà xuất nhận được mang cái Nivo thì phần mềm là bàn ấy. Cái loại ngắn như này thôi. Nivo luôn, Nivo luôn này. Có 15.000 một cái mà. Đúng ạ. Tải phần mềm miễn phí mà. Phần mềm miễn phí à? Đấy đúng ạ, đây này, ok, chúng ta sẽ tắt đi. Nhìn đây là con này không bị hỏng. Và sẽ tháo ra. Đầu tiên là tháo mặt ra nhá anh nhá. Con này thầy giá có bán 2 triệu là mất đấy. Có người sách đấy. Thầy vừa bảo hơn 2 triệu xong mà anh không mua. 666. Thầy giá báo giá luôn đây nào. Chửa xong rồi anh bốc về luôn đâu. Anh Tuấn bốc không? Cái này mới tháo mặt. Mấy tháo mặt rồi. Tháo mặt cái anh tháo mặt. Tháo ẩn nó ra sau. Tháo mặt. Thằng kia ẩn lần trước. Mua về thì sơ cua. Tiếp chung một lớp tường lạnh. Sẽ tháo tiếp theo là tháo bo mạch. Tháo bo mạch ra để đầu tư một cái máy pin này. Sau ngày hôm nay là sẽ có một số doanh nghiệp nổi lên. Doanh nghiệp tư nhân à? Anh. Máy này vẫn ngon chán đây đây. Mới mà thành mới. Mới đâu mà mới. Không mới nhưng mà vẫn dùng ok đấy ạ, bán được mấy triệu đấy ạ. 2 triệu bán là mất đấy. Nói rồi, không phải bán. Bán 2 triệu là mất ngay mà. Thì đáo mạnh dạn vứt xuống sông cũng được 2 triệu. Rồi, em lại quay lại cứ ở đằng này cho em sang góc. Quay đi lên trên mái nhà quay xuống. Anh Phúc để em quay nào. Cho phải hướng đẹp nữa. Các thầy cứ quay đi. Cái này.
Những cái gái này là mình đổ bạn tác nghiệp nào? Giặt một lần đúng không? Vâng, đúng rồi, đổ vào đây đổ. Bên thị trường có máy nào mà mình đổ nó khoảng nửa lít vào nó cứ giặt dần không? Có máy mấy chục cân đấy anh. Sao anh tháo cho em hai cái vít này ra nhá. Máy công nghiệp là nó giặt vậy à? Máy dân dụng mấy chục cân. Máy dân dụng không có à? Rồi anh Kiên lại quay lại ấy, quay được quay được. Không, để anh mua mà. Đây dùng nó còn cá đi. Dưới đây nhá, nhấc cái cá này ra. Thấy chưa? Con này 7 cân, giặt được chăn. Không cần nổi chăn mỏng thôi. Dưới này nó sẽ có cá ở dưới này. Vỏ chăn thôi. Cho chăn bông đi. Không nhét vào được ấy. Tháo tháo này ra trước, nó có cá ở dưới này. Nhấc lên nhưng mà nó vướng cái này. Thì anh có thể tháo cái này ra trước. Ông Trượng mua lại mua đúng cái lòng ngang này. Nhấc vào đây. Các anh nhớ nhá, cái này nó có một cá này. Ấn nó vào này. Ông nhấc cái dây này ra lên này. Để dây bo mặt và bo công suất. Xong mang cái này ra xịt đúng không? Ừ, lớp trưởng này à? Lớp trưởng vơ vẩn rồi. Nếu bẩn trên lau thì không chống được cái này. Được bảo dưỡng phải xịt luôn. Để mang ra để xịt. Mày dùng nước mà. Tiếp theo sẽ tháo những cái ốc này ra. Được ạ, tháo lại. Với cả anh nhìn dưới nhá, nó có những con ốc ở hai bên dưới để nó... Ông lớp trưởng này hỏi câu khó thật đấy. Anh lôi lôi cái này ra ngoài này. Hay nhỉ? Nó che luôn à? Không không mà không biết ông này không tháo ra được nhá. Hai ông này. Như hôm trước đội kia lắp cho nhà mình mà không tháo mấy cái con ốc đằng sau. Đội ông Hùng đâu nhỉ? Máy này tháo khó nhất này. Có những cái máy này có mặt trước này chúng ta cần tháo bốn con vít với cả con vít này chúng ta nhấc mặt trước ra là dễ hơn. Máy này nó tháo. Xong chúng ta sẽ tháo những cái dùng mặt này ra. Đây là. Và nhớ nhá, dây này dây trên thế nào thì anh phải lắp đúng như thế đấy. Thì khi mà chúng ta giặt có thể đăng chế độ giặt xà phòng ấy, cho sang chuyển sang cấp nước xả rồi. Đúng không ạ? Đúng nhá. Không, lúc đầu giặt bằng nước xả, lúc sau xả đây bằng xà phòng. Đúng rồi ạ. Và thực ra nó đầu nó khác nhau ở đây ạ. Đầu này nó sẽ nhỏ hơn này. À, nhỏ hơn thì không sợ. Chứ không giận nhầm đâu. Rồi, đầu này chúng ta nhìn thấy nó sẽ to lên. Ừ, đúng không? Có nhiều cái nó 4-5 cái cơ nên chúng ta phải để ý. Chụp cái ảnh lại. Nó cầm nước luôn rồi qua cái này à? Vâng, làm cái bút vẽ lại. Cầm nước nó chạy. Đây. Nó cầm nước xong nó chạy qua cái dây này vào đây và đi vào. Để nó lấy bột giặt hay lấy xả cuộn vào trong đây đúng không? Đúng rồi ạ. Tháo luôn cả cái dây cầm nguồn này đi. À, rồi dây cầm nguồn đi. Chưa ạ? Cho khách chúng ta tháo cái dây này ra. Thường hay hỏng cái gì nhất? Thường nó không hay hỏng mà chỉ bảo dưỡng thôi. Lồng ngang. Còn hỏng thì mang cái thợ nhá. Thực ra các hãng nó cũng có. Lồng ngang nó hay hỏng nhất là cái gioăng cửa này. Hay hỏng là cái khi mà cái khóa cửa này. À đúng rồi. Cái gioăng cửa hay xì bọt ra ngoài. Khóa cửa là khi mà chúng ta có thể không mở khóa ra được. Khi mà giặt xong chúng ta không mở ra được. Để lấy quần áo ra. Này. Đập vào cái. Chúng ta tháo ra như này đây. Phần dưới này chúng ta chạy ra. Để chúng ta lấy cái khóa cửa này, chúng ta thay khóa cửa này. Thay tháo ra. Thấy chưa? Chúng ta sẽ cạnh cái mảnh này ra. Nó có hai mảnh như này. Tưởng nó phải tháo hết cái này thì cũng. Ok,
Anh bảo này. Cho quay mặt này ra đằng trước. Chúng ta sẽ tháo những cái bộ phận liên quan ra. Như dây cura này. Còn dưỡng thì phải tháo hết là thầy. Phải tháo tung ra chứ ạ. Thế chuyển động trực tiếp thì phải tháo đằng trước là thầy. Không, nó cũng chuyển động tiếp mà nó có một cái motor ở dưới. Như có trần ấy. Motor như motor có trần ấy. Mình tháo đằng sau mình là phải tháo cả motor à? Vâng. Anh em ngồi ngồi gọn mà tôi chưa có biết được. Ngồi gọn nhá. Xong tầng ấy cái đóng cúc áo vào. Đóng cúc áo vào mày. Anh em chưa tháo cái dây. Đây là hai dây mai so này. Ngồi gọn vào. Không ạ, dễ thôi. Giật nước nóng đúng không? Đây là hai dây mai so để đun nước nóng này. Đây là dây tiếp mát thôi, đúng không ạ? Điện AC thì cắm cửa nào nó cũng lên. Vâng, cái này cắm ngược lại được mà. Đây, nó có cái nãy. Đây này. Đứng đứng quanh luôn bọn kia đi. Đây này. Ấn nó vào. Cứ kéo này. Bỏ bỏ áo đi. Ờ. Ấn nốt này. Đấy. Nó toàn ngoan vào ngồi. Nó có cái chốt à? Đây, có chốt này anh. Có cái nào nó chả có. Đây ạ. Ấn vào nhá. Ấn đi không cần. Nhưng mà khi mà kéo này các anh mà không ấn chốt được, không kéo được. Rồi. Ấn cái chốt này. Rồi. À hiểu rồi. Và cái này nó sẽ có cái nãy này. Nãy ấn lên này, tháo ra. Cái đồ của mình làm gì có chốt đấy nhỉ? Và khi mà các anh lắp vào thì dây này chúng ta có thể đổi cho nhau được, nhưng mà đa số lần nó thành cong rồi, khung rồi. Chúng ta không cần nhớ. Còn dây tiêm mát này, màu thì chúng ta biết rồi đúng không? Thì có hai màu, vàng và xanh đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cắt những cái dây kít này đi. Xem mượn cái... Máy này vẫn còn ngon nhỉ? Nó vẫn có mấy cái cuộn kia là cuộn gì đấy? Đâu ạ? Ở đây. Đây ạ? Motor quay. Học cơ điện mà nhìn motor không biết. Nó nhìn xa nó cũng chưa thấy. Được chưa ạ? Đây, còn đây là dây cho ban xả này. Ngược nhau có việc gì không? Hai dây ra làm gì đâu? Phải tháo chứ ạ? Hai dây đỏ ngược cũng không việc gì. Tưởng em tưởng tháo một cái này ra để vệ sinh được chứ. Nó liên quan đến dây dọ này anh tháo, anh phải cho lôi ra ngoài. Thế nào cái này 500 phải nói là con Alex này vẫn còn ngon chán, nhìn vẫn đẹp. Thì con bố ở đâu? Cái khung... 2 triệu là anh không đang báo giá hả? À? Không đang báo giá mà 2 triệu mất luôn. Đâu ạ, mua 2 triệu em bán 2 triệu vô luôn. Kìa, mua 2 triệu rồi á? Ai mua 2 triệu bán luôn. Đúng chiều nhé, nếu mà cậu anh đứng ở nó không vào được. Cái nào có cá, hai cái cá. Chắc thầy hôm qua vừa mua của chỗ bà Đồng. Xong tháo xe tháo cái này. Cân lên 70 cân, 6-72, 500 à. Cái này chúng ta vẫn phải tháo ra để vệ sinh nhé. Tháo cái con lồng ngang này mất thời gian đấy nhỉ. Mất con độ giữa cả lắp. Ui giời. Thế bình thường là lấy người quen thôi chứ còn thế con này bảo dưỡng phải lấy nhiều hơn chứ anh. Vâng ạ, con này chúng ta có lấy 500 đấy ạ. Con này lấy 500 à? À, con nhà mình cũng lòng ngáng này, chết chết chết. Hai con một tháng sạch bong. Đủ chi tiêu à? Đây ạ, đây là cái bảo dưỡng rồi. Anh nhìn nhá. Hai con một tháng. Cặn cặn. Cái đấy là bột giặt. Đây xem men công suất của nó này. Vệ sinh xong có bỏ. Liên kết với men hay là men hiển thị. Em tháo đầu tiên đấy ạ. Công suất. Được chưa? Thế là chúng ta sẽ còn phải tháo gì nữa? Tháo thụt. Có liên kết với thụt đây này. Ờ. Đây, tháo thụt ra. Tháo đây. Tháo cái dây này. Tháo hai cái chốt thụt đấy ra. Treo rồi đấy. Nó bằng nhựa. Nhựa nó có cái cá đằng trước này này. Ấn cái cá đằng trước tháo ra. Có dưới lồng ra này nhỉ? Có. Con thợ nó lấy 5 lít mà. Này 5 con thôi anh nhỉ? Này nó phức tạp. Ui, con thợ lấy 5 lít đấy. Ấn này nó có cái cá này. Anh phải ấn cái cá này vào. Thì mới rút ra được. Một cá thôi đúng không? Một cái cá này. Ấn vào thì rút, nếu mà ấn rút thì không rút, ấn đâu. Chung làm này cũng phải quen, không các anh ấn xuống nhá, cho nó ra nhá. Ok chưa? Như nào? Cái này tháo cả cái lồng, tháo cả cái lồng này xuống. Con này nó còn đủ cả bê tông cái kia rồi. Không ạ, à, máy lồng ngang nào cũng có bê tông để nó cân bằng, có đồ thì nó không bị lắc. Các anh bỏ cái bục bê tông kia. Đúng bê tông cái gì nữa. Đến nhà anh đứng là cái này bê tông để đây nó bẩn bỏ đi mà nặng máy cả đây anh phải để ngang, anh để chéo này nó không bao giờ ấy được, nó bị lệch, anh phải thẳng ra như nó đi, kéo mắt nó ra. Chứ anh mà để nó chéo như này, ra chéo này nó bị cái độ mắt đúng rồi. Thế là chúng ta tháo được này. Và tiếp theo là chúng ta thì van phao nó cũng liên kết đúng không ạ? Chúng ta sẽ tháo cái dây phao này, video. Đấy cũng là cảm biến nước như vậy đúng không? Đúng rồi, cảm biến nước. Tháo cả cái lò xo kia ra được. Tháo hết.
nay mà trận xét nó đi hết. Anh đi lấy tiền của khách nhá, mày bình tĩnh anh. Làm mình làm càng lâu thì tiền càng to mà lại. 500.000 làm càng ngày. Càng ngày sao? À cái hôm kia, Nguyễn đang ngoài không biết làm gì đấy. Nghe câu đấy khách chàng hoang mang. Chúng ta sẽ tháo gì ạ? Tháo cái. 500.000 là cho giữ. Tháo cái răng cửa. Chúng ta làm cùng với nhầm cái đồng hồ đó. Cái đấy kéo ra. Đây là răng cửa, đây là cái cài đây này. Dọn này. Lắp vào anh Hòa có mua lại lắp vào cửa không? Được chưa? Con này là nó và nó còn có hai cái khóa cửa nữa. Cần tháo thì tháo, không tháo thì thôi. Đây là cái khóa cửa. Con này đi phải. Khi mà các anh dạy các anh có ba người. Ba người thì lại mỗi người cũng được. Con nhất cái này thì cũng được 150. Làm được. Cái này phải đi phải hai người. Hai người à? Sao mà đi một mười? Cái này tháo cái này phải một triệu. Cái này trước ạ. Tháo cái này ra trước. 500 thì một thằng này tay năm ngón, hai thằng làm. Được một người thì 500, thì hai người thì 100. Con này xịn sò bền lắm. Ông làm nhà trong đấy á. Con này thế thôi mà bền lắm. Ơi, chuyển thế nào thì để ông lên vào. Ông tháo những cái này ra thì bê cho nó. Đang quan tâm đang quan tâm. Bê tông. Ông dài nhỉ? Cấp 1 hay cấp 2? Xuyên qua bê tông. Cấp 1 hay cấp 2? Bê tông này nó là chống rung lắc. Nếu mà nó không có bê tông 2 cục này thì nó sẽ bất, chúng ta thấy nó nhẹ rồi. Cái đồ vào nó này quay tốc độ 1000. Con này là có 850 nhá, có con 1300, 1200 vòng cơ. Con này 1200 chứ. 1200, 1400 vòng cơ. 1400 là chuyển động trực tiếp. Và đúng rồi. 1200 là chuyển động vô hạn. Cửa hang tầng 12. 800 là lồng đứng kìa. Đâu con này nó viết ở kia là 850. 850. Con này 2 triệu. Chị kia. Em đưa cho anh 850. Bây giờ phải chơi 1400 thì. Cho vỡ anh ạ. Vâng, vỡ. Xong người ta, chúng ta thấy còn cái gì nữa ạ? Dây pha xả này đúng không ạ? Cũng liên kết đúng không ạ? Anh tháo ra. Anh kẹp nó vào trong, anh tháo ra nhé. Cái này ra. Kẹp ngang ấy. Có cái kìm chưa? Có kìm mà giống như thế này. Được. Có những cái mà nó to các anh phải dùng cái mỏ vịt này. Có dễ. Đúng không? Nhấc cái này ra vướng. Rồi còn cái hai cái lò xo. Đã bóp cái như này này. Nhưng mà cái nào nó to ấy ạ. Cái dùng tay cầm kìm này không tới ạ. Chúng ta phải dùng cái đồ này. Bạn muốn được người khác. Trước khi đi làm là phải đáng sửa cái này lên. Hai ông nhấc lên được nặng lắm ấy. Cấp đồ ấy. Đây. Đây. Cái này. Ôi giời ơi, cái này ông biết. Mang em nó ra ngoài đây. Thịt em đó. Đáng sửa về VIP. Giờ bây giờ phải tháo cả motor ra với xịt đường. Đây anh sẽ tháo ra như này cho em nữa này. Những cái đồ này các anh phải nhớ để gọi nhé. Không đây. Thôi đã. Cho nó vào trong này nó dùng cho mày ra đá và mà bị ăn cửa. Rồi đầu tiên các anh sẽ tháo cho em cái đồng mới nha. Chúng ta sẽ dùng cái hoa thịt. Con này không tháo bê tông. Con này không bẩn nhờ anh ạ. Bảo dưỡng rồi. Em xịt qua rồi. Xịt qua rồi. Nó là xu thế rồi. Cho nên nó giá hơn 2 triệu. Sao con này ốc lỏ lên. Thực ra bây em mua về đều phải bảo dưỡng xong mới bán cho khách. Chứ không thể là chúng ta để bẩn như thế bán cho khách. Khổ mỗi cái là mỗi cái con lại mỗi hãng một kiểu tun khác nhau này. Nhìn hàng đồ phết. Đi làm thợ này đổi cho anh. Rẻ mà một cái bộ này với bộ có bao nhiêu đâu mà có 100. Hành nghề mất 1 triệu tiền đồ. Mày bán lại đồ 50 cũng thấy. Nó gì gì bộ hoa thị, anh em mua bộ hoa thị là được mà. Đầu tiên chúng ta nên có cái súng này, ví dụ chúng ta có cái đầu như này mà nó bắn bằng đầu bắn súng này thì nó rất nhanh tiện, chúng ta chỉ cần bắn ra mà khách nhìn chuyên nghiệp thoải. Nhưng mà nhanh quá. Bây giờ mới mang sống bây giờ ai dùng kia nữa. Người ta toàn bắn súng ấy. Ra cái những con ấy lấy cũ này nó mới dùng hoa thị rồi, còn đâu bên đều bắn đầu bắn súng lục như này hết. Em đầu khẩu này em có hết mà. Đúng không ạ?
khoan này chiều dưới nó thích làm còn đấy, xong rồi anh sẽ nhấc nhấc hết những cái này bản quy ui rồi mẹ còn răng sắt ừ, bây giờ phải anh nó bằng nhựa mà được cái gì mẹ toàn bê tông thoát ra con nở cái ra lặng là lặng cái bê tông thôi mà. Lặng cái bê tông còn lồng nó có gì đâu. Có những con chúng ta tháo mặt trước ấy, chúng ta phải tháo được cả bê tông hai mặt bê tông này ra. Nhựa của nó như vậy. Mình bê được. Của nó nhỉ, mình cứ được mình. Không, nhưng cái này là bị cái này bị nó cái này nó bị toét ra rồi, chứ đợt trước ai phè nó như thế. Nó phè ra thì nó phè ra thì nó chặt chứ. Anh ấy không ấy chứ không phải có lông đen chứ. Nó phè ra như này đấy ạ. Không phải. Cắt tính hết rồi đấy xem ạ. Có nhá bạn nhiều lần anh thấy này mà gãy nhựa nhiều rồi thì nó phè to như này chứ. Tháo hết cái mặt này ra. Xong giờ chúng ta sẽ tháo răng này ra này để xịt răng này. Răng này thì anh thấy là có cái gì ạ? Có cái nó cái dây này nó giữ. Con này thêm một con thò. Nó do giống nhau hết à? Vâng ạ. Chúng ta sẽ dùng Covid đỏ Covid sẽ đẩy giá lên Covid lại. Đẩy giá lên rồi. Cái thùng này cạnh. Cái răng này thủng thì đi làm sao anh? Có chứ ạ, nếu mà răng này thủng thì nước nó sẽ chảy ra. Vòng ra. Răng này nó cứ giữ giữ giữa mặt giữa cái đây. Cái này giữa cái cửa này. Thế nó sẽ ép vào đây. Lại bẻ tay. Vâng, bẻ tay ạ. Chúng ta sẽ giữ này ra. Và chúng ta nhấc cái này ra. Còn là tay hết. Nó cái lồng này bé, con này mấy cân? Con này có 7 cân thôi. Có một cái phần đầu nó có đánh dấu đây, cái đầu này. Khi mà lắp vào nó phải đánh dấu như này này. Đánh dấu vào cái đầu này, ta tháo ra được. Không rách làm sao được cái này nó bền lắm. Rách thì vào ôi phòng rồi. Cùng đi ra chỉ lắp lại. Chúng ta phải đánh như này. Ôi cái răng này là bản lấy con dao ấy. Tạo. Đây là các bộ phận như thế này gọn này luôn. Tiếp theo là nhấc để tháo hai cái lồng này khỏi nhau. Chúng ta sẽ bắn nhiều khi đâu rồi mà em không có máy bắn thì cũng mà con này không lấy mẹ 3-400 không sao mà mất thời gian 3-400 lại anh đẩy không làm được thì thôi năm anh lấy được 8 kéo dài lấy cái đầu nối hai người ngày công tối thiểu thế thì mua lại con này gì có đồng nối Phúc xem bảo chưa cho lái nha chứ Phúc đây nhỉ một nhân viên một cái máy bắn này. Chúng ta có thể mua cái đầu nối này, chúng ta nối cho máy này có 5 lít rồi mà. Để đấy cong hết đi. Em có tìm được không? Máy em bảo mày giữ 5 lít thôi. Đi ngày em làm 3 cái. Anh có tiền làm 3 cái được. Có ta. Hai con là tới em. Có tiền là chọn đi hát. Mùa hè thì chúng ta sẽ đi bảo dưỡng mấy cái điều hòa. Nó sẽ dùng tê nào lấy qua đi. Nhưng mà các bạn cũng cho nó đi một vòng đi nó nhỏ dần đi tháo được. Có cái tám nhỏ nhỏ. Cái này mới. Súng nào? Nhìn này, suy. Nghiêm. Sao lấy T8 đi kìa? T8 đây ạ. Bạn nó hết đầu cái đầu ra. Bạn nhẹ ra, chặt quá thì mình bạn ra để mình. Chưa được, chưa được. Chặt quá. Chặt rồi. Bạn chạy quá sao ấy. Có bắn đi. Lên. Đây là cái trong đấy. Tê đều rồi. Tê đều rồi. Anh có cái tê đó. Anh có cái tê đó. Đánh nhà tí. Súng có vải. Nó không có lực. Con này là con mới.
Đây là cái lọc rác. Cái lọc rác nó ở trong này. Nếu nó lọc rác thì mà chúng ta bỏ ra, chúng ta tháo để vệ sinh cho. Đây, cầm đây, cầm đây. Đúng rồi, nó có hai cái lấy dọc đây. Cái kia nó ôm vào đây này, ôm vào đây này. Nó ôm vào đây mà cả vào đây mà không thế mà. Đấy, nó nằm vào bên kia ôm này. Xong rồi chúng ta có thể tháo motor này ra. Tháo motor thì chúng ta sẽ dùng. Phải tháo tất cả. Xịt motor, xịt nước motor vào. Nếu mà không tháo motor thì chúng ta có thể tháo. Mày sao làm mình nào? Con bảo tháo cả motor ra nữa thì lục lọc lại mất thời gian. Không tháo hai con ốc mà anh? Không xịt nước vào motor anh. Không tháo cái này ra thôi. Motor có mỗi hai con ốc. Kiểu gì kiểu. Có một ốc mà. Đơn giản mà. Không thể tháo cái này ra mà. Thì bây giờ em hướng dẫn các anh tháo ra. Tháo luôn mấy khí. Các anh thay đúng không? Tháo tất. Tháo tất ra. Đang sợ không tháo được, chứ không tháo được. Cái đấy mà. Không thể làm được cái gì không anh? Motor làm được nhiều thứ chứ? Không cắm nào. Máy bơm. Gì bán đông lắm. Làm đồng đấy. Nhưng cái motor mà motor máy lồng đứng cái này người ta làm cái quạt. Quạt công nghiệp ấy. Quay êm mà không ấy đâu. Còn motor lồng ngang này. Không có gì mấy. Không phải con đấy. Cảm về hôm nay bố mẹ giặt tay. Thế thôi, đơn giản thế thôi mà. Rồi gì mà không tháo ra. Nước nó vào nó cháy đi. Thế thôi, cái mẹ mua bệnh này thì nó sạch tóc. Bệnh lười cứ quen. Xong tiếp theo anh sẽ tháo cái đơn phần dưới này. Nó lười lắm. Chúng ta sẽ đầu 17. Được sau. Mấy hiện tay lười lắm. Đấy, đến 13. Em mới nhỉ? 9. Sửa máy giặt gặp cô chủ khó tính rồi. 17 đây. Vàng chết rồi. Nhấc cái này ra. Đây là cái phần xoay. Thầy giáo cho giải lao tí nhỉ, nắng quá anh em ơi. Thôi em tháo nước con này đi ạ. Thầy giáo nhỉ. Tháo nước con này ra. Xong rồi nhấc cái lớp. Đấy, thoải mái xịt nhá. Đấy, bây giờ phải xịt thoải mái. Và anh nhớ nhá. Cái phần này này. Các anh phải giữ. Thế đây là ta phải bịt lại đứng cái nước đây. Nước đây nó hỏng bi đi. Trong bi quay. Mà tôi nhận phần này chúng ta có thể mình lau thôi. Lau đi. Lau thôi, không cần phải xịt. Nếu mà các bạn xịt vào nó hỏng cái này có thể mất. Khuyến cáo, khuyến cáo. Cái tay cả bi đấy ạ. Đây, máy giặt hơi nước thì là nó lại thêm những cái gì. Đây là đen nóng này. Đây là giặt nước nóng còn hơi nước cơ. Máy giặt hơi nước là mình có máy giặt hơi nước kìa anh. Biết rồi. Đây, đây là cảm ứng cảm biến của nó này. Nước nóng. Đây là nước nóng thôi. Đây là nước nóng thôi nhưng mà máy giặt hơi nước thì nó khác ở cái gì. Thầy giáo chưa gặp. Đấy là công nghệ mới chưa được update rồi, chưa không có. Máy sấy thôi. Sấy nó không cả sấy cả giặt hơi nước. Sấy là nó sẽ có một cái bộ đun nóng ở trên nó sấy. Nó gọi là sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nhanh ấy. Anh vào đây không để anh hỏi cái này. Có em. Tí anh em mình bốc luôn về làm thịt tiêu. Chúng ta vệ sinh cái này em nhá. Giặt khô à? Nó có cả giặt khô. Chèn hết quần áo đấy. Đấy để mang ra đây. Cho mấy sếp ngoài này. Bẩn nhỉ? Anh Hải, em xin chai nước. Cơm lá ở sau đây. Chiều nay anh em mình ăn cơm lá ở cận cận. Xin anh em nhiệt. Cái
thiệt không? Chưa tỉnh ra cái mắt gì thế đấy. Rồi rồi, hai lớp sau nó xịt tới. Đang chịu nước. Ngoài này, ngoài nó phải ra. Đúng không?